Nay đi đi đến chỗ ông Cầm quay phim ở cả nhà biết nha. Đây cái nơi ông ở nè. Chỗ này là một cái căn hộ coi như là cao cấp dành cho người già từ 65 tuổi trở lên mới được mua ở trong đây. Rồi mình vô mình gọi ổng để cho ổng ra ổng rước mình. Chứ không phải vô dễ đâu, nó security dữ lắm nha. Tới rồi, mở cửa đi sếp ơi. Đó, ổng mở mới được vô đó. Rồi lên vô ổng rồi. Thường xuyên cùng công chức người tuổi đi làm ăn xa tại các tỉnh phía Bắc. Thời gian gần đây mua đồ ăn trong lên. Hôm nay đi theo chân ông Cầm Nguyễn, tụi nó nói ông là Việt kiều thất bại, bên Mỹ không có nhà cửa gì hết á, thì cái đây là cái gì đây? Cái nhà này là nhà dành cho người lớn tuổi, cái căn hộ cao cấp rồi nè. Ông ở đây, ông ở đây, ông sống đây cho nó khỏe, có bảo vệ cho ông. Đây là vua. Rồi bây giờ còn bây giờ còn một cái căn nhà nữa, là căn nhà ông ở ba mấy năm mà. Rồi qua bển cho biết căn nhà ở Richfield, nhà single con 4 phòng ha. Bữa nay ông remodel đồ lại ông cho ta thuê hả? Đây dữ dằn lắm, đây dữ dằn lắm. Ông remodel đồ cho ta thuê hay sao? Không cần. Hả? Nhà kia ông remodel đồ cho thuê hả? Cho thuê. Rồi hôm stay chứ. Hôm stay á. Ở đây nó có nhiều cái mà nó nói buồn cười đó, cái bà ấy mình đâu không quan tâm cái chuyện đó. Nay đi qua nhà của ổng, nhà bên kia, khu mà ở là Richfield đúng không? Richfield. Cánh đồng giàu có hả? Mà cái chỗ đó hồi xưa mua khó khăn, đâu phải ai vô có đóng được đâu. Tụi đó nói chung là ở khu vực đó nó rất là an toàn. Ta sao biết tao cũng đắc kỳ, tao mua được cái nhà đó. Cũng có hàng nó hỏi á, là chắc chắn nó sẽ hỏi Will, nói ông Cầm biết ở ba mấy năm biết trả pay up chưa, thôi cậu đừng hỏi với người Việt Nam mình. Việt Nam mình đây á, chừng 10 năm là nó trả trơn, không có ai mà ngu mà để cho nó ăn tiền lời đúng. Bây giờ tao thì coi như là mình tá tràng rồi, không cần phải nói nữa mấy cái chuyện nè. Thậm chí ăn uống của tao con cái nó cũng phải từ delivery tới, tao không có lo cái gì. Ông lớn tuổi rồi. Đừng có nói này nghe. Ông là gọi ở đây nó gọi ông là bố Cầm là cha người ta rồi. Rồi ở khu như vậy cho nó an toàn chút. Ở đây như anh có phòng tập thể dục có đầy đủ chưa? Có câu lạc bộ thể dục đây nè. Có phòng gym các cái đầy đủ luôn. Tháng chắc đóng cũng bộn tiền không? Thì đương nhiên phải chấp nhận thôi. Đó, đi cửa này xuống hả? À. Cái mặt tiền này tới mười mấy ngàn rồi. Một chỗ đậu về mười mấy ngàn mua đó. Đó, thấy đại ghê không? Đây nè. Cái đậu này à. Đây là cái khu của ổng nè, khu ổng ở nè, cái nhà ổng nè. Đó, giờ quay cảnh bắt Cầm là đó, nó nói bên Mỹ là homeless rồi đó, xe cộ này sao? Xe của anh là xe mướn nha. Hết chuyện mày hỏi tao câu này, đâu phải bụng chiếc mày. À. Pay off, quý vị hiểu khái niệm pay off không? Pay off là trả hết tiền rồi đó, không có nợ nữa đó. Không có phải trả nợ tiền lời gì cho ai hết trơn á. Bữa bây giờ là hôm trước đi cái xe mướn. Anh mở cửa mới là xe của anh chứ. Mệt quá. Đây lách xù nha các bạn, đọc là lách xù nha đó. Mệt quá. Nè, hybrid nè. Nó cho nó đỡ, cho nó đỡ. Chiếc này mà ở Việt Nam chắc cũng đâu có nhiêu tiền phải không? Cũng tỷ mấy hả? Ghê vậy. Ở đây mình gỡ rồi ha, đây mấy chục ngàn. Bữa nay hai mấy, mười mấy, mười mấy hai chục ngàn. Bốn năm chục á, chẳng biết đâu. Đó, homeless đó các bạn, homeless của Mỹ đó. tao được danh là coi như là ăn gì nó gọi là cái gì ta gọi là cái gì mà cái gì mà nó gọi là Việt Nam là coi như ăn nhờ ở đậu rồi gì lãnh tiền qua phê trợ cấp rồi rồi gì nó bao nhiêu có tội là nó đổ đầu tao hết á, đủ mảnh được. Welfare hả? Nhà về mà xin welfare được hả? Hả? Rồi xong rồi làm cho dễ xin welfare lắm mà. Welfare là tiền trợ cấp là sợ đi. Welfare là không có dám ở Việt Nam đến hết tháng đâu. Tội lỗi là đổ đầu tao hết á, đủ quá, mệt quá. Không phải nói là ăn tiền của vợ cấp chứ không phải là welfare. Số ông là số hưởng đức mẹ, phải nói câu thì mới chính xác. Đây giờ ra ngoài phi trường Terminal 1 đây. Nay anh Cầm là đi về Việt Nam nha, cái nhà mình. Ra lái xe nó có người đem xe về hướng như đó. Việt Nam ông là Việt kiều thất bại mà ông có lách sợ thông lái ghê vậy không? Khổ. Khổ. Ăn qua phê nó phải là ghê. Ăn qua phê. Ở bên Mỹ mà có nhà single, có
chỉ chúng tôi cách nào vậy? Nếu mà có chắc cả được cái khối thằng ở Mỹ nó ăn rồi. Cái nước Mỹ nó mạt luôn á. Cho vô tù. Nói chung thì tất cả mọi người trong gia đình mình thì được cái là mấy cái con rồi bà xã thì ai cũng đồng thuận cả, là bởi vì họ hiểu rằng ở đây họ hiểu rằng bác ở đây không thích hợp. Vì bác hay có những cái sự nổi cô đơn, rồi nó tỏ ra phía ngoài là bực bội, rồi trong lúc mà nghỉ hưu rồi thì ở đây không làm gì cả, cũng nói chung thì cũng gia đình thì cũng nó có một cái chút khá giả, nhưng có điều ở đây nó không làm cho bác vui ngoai được. Bác ngày nào bác cũng trông mong về việc ở Sài Gòn, là ở thành phố, ở thành Việt Nam cả. Tại ra chỗ đó ra mấy đứa nhỏ rồi nó đồng tình, nó chấp nhận cái điều của ba đó, nó chấp nhận ba cho ba đi. Và cảm thấy ba khi nào mà thích qua thì ba qua, và ba không qua cũng không sao, bình thường. Tụi nó chấp nhận điều đó. Cái điều mà họ nói ra như vậy, nếu mà trên luật pháp Mỹ nó thuộc về cái dạng coi như đã phạm luật, gọi là vi hiến, anh phải nhục mạ những một người khác. Mà thường thường á, trong hiến pháp là người ta có quyền mưu cầu hạnh phúc. Cái điều đó nó rõ ràng, kể cả người Việt mà ở Việt Nam cũng vậy đó. Họ có quyền mưu cầu hạnh phúc theo cái sở thích cá nhân của họ, bất kể họ là ai. Những người nào mà nhục mạ những người mà đã đi về Việt Nam á, là họ là vi hiến, nói thẳng một cách là vi hiến trên luật pháp Mỹ là đã vi hiến rồi. Đó ăn nói bậy bạ. Cái đó thì chỉ một số thành phần nhỏ thôi, chứ mình nghĩ tất cả mọi người mà mình muốn nói điều này. Hàng năm mỗi lần Tết Nguyên Đán của Việt Nam về thì kiều bào ở trên khắp năm châu, nó không phải riêng Mỹ, Mỹ chỉ là một nhóm người có châu Âu, có châu Mỹ, có châu Đức Thông Hội, không có cái việc họ ùn kéo về Việt Nam. Và bây giờ Việt Nam mình không phải như ngày xưa. Tất nhiên là họ đã có nhiều cái họ về Việt Nam rất nhiều. Đâu phải là một người hay người về đâu, đâu có lường gạt ai được nữa. Mà nước biết Việt Nam đang phát triển, tình hình kinh tế như thế nào họ đều biết cả. Nhưng cái điều họ không có nói, họ không thèm nói, họ đâu có cắt nít mấy chuyện đó, họ đâu có thèm nói. Họ lặng lặng về. Như Tết thì rồi đó, hầu như là ở thân Tây nhất là họ kẹt cứng luôn. Không có, nói chung là tất cả mọi người về kẹt cứng luôn. Nói như vậy thì những người đó không lường gạt được ai đâu, và có nghĩa là nó thể hiện một cái tâm hồn, một cái bản chất rất là xấu xa. Nói như vậy, ganh tị, đố kỵ những người hơn mình, hoặc là những người mà về Việt Nam sống, họ cho đó là những kẻ thất bại. Tôi lặp lại một điều, cái điều đó là họ nghĩ hoàn toàn ngược lại. Họ không dám ở được 2-3 tuần đâu, 2-3 tuần đâu, có tiền đó chó đâu mà đi về đóng tiền bưu, tiền nhà, tiền cửa, tiền điện bên Mỹ này, đúng không? Làm sao mà có tiền để mà để mà ở sống lâu dài được? Thế như vậy.